Sau khi gây bất ngờ bởi hình ảnh trong sáng của cặp đôi Hailu, Miyu, bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, 4 năm hai chàng một tình yêu tiếp tục hé lộ hình ảnh lớp học mà bất kỳ nữ sinh nào cũng mơ ước, một lớp học toàn Mỹ Nam. Đã thế, Miyu lại là một trong hai cô bạn hiếm hoi của lớp. Lớp học của Miyu toàn những gương mặt đã quen thuộc như Ngọc Trai, Anh Tú, Hải Triều, Lê Thanh Tâm. Cô bạn còn lại là nàng tomboy cá tính Lo Bảo Linh, cũng soái không kém các cậu bạn cùng lớp. Trong hình chẳng khác nào chỉ có duy nhất Miyu là nữ trong lớp. Có thể thấy, ngoài thần thái của các diễn viên vô cùng tự nhiên trong sáng, thì bộ đồng phục đẹp mắt chính là điểm hút mắt khán giả. Tạo hình của nhân vật trong phim có lẽ chẳng khác Miyu ngoài đời là bao, trong sáng, thánh thiện, đúng kiểu nữ sinh chúng ta cùng theo đuổi năm nào. Trong khi đó, nam chính Hailu hào hứng chia sẻ về vai diễn của mình. Đầu năm lớp 10, Harry học ở một trường tư thục rất nhỏ ở Đài Loan, chỉ tầm khoảng vài trăm học sinh thôi, nên mọi người khá thân thiết với nhau. Tuy nhiên được giữa chừng thì Harry cùng gia đình phải chuyển về Việt Nam. Lúc vừa chuyển vào trường mới thì Harry cũng gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập về văn hóa và ngôn ngữ, nên thời cấp 3 của Harry không được trọn vẹn lắm. Tuy nhiên, phim 4 năm hai chàng một tình yêu đã giúp Harry một lần nữa được sống lại thời thanh xuân vô cùng đẹp đẽ này một cách trọn vẹn hơn. Ngoài ra, Harry còn có thêm những người bạn cùng lớp rất đáng yêu như chị Miyu, anh Ngọc Trai, anh Tú, Thành Tâm, nên Harry rất trân quý những trải nghiệm của vai diễn lần này. Ngoài ra, nhà sản xuất bật mí bộ phim này hoàn toàn được thực hiện ở trường công lập Trung học Phổ thông Trần Phú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đạo diễn lớp Vân chia sẻ, lớp muốn mang một không khí trường học chân thực và gần gũi nhất đối với các bạn khán giả trẻ Việt Nam nên lớp chọn trường công lập. Thật ra lớp học trong phim hoàn toàn sử dụng cơ sở vật chất của trường, chỉ có trang trí thêm một chút và những bước trang trí này các bạn hoàn toàn có thể tự làm được. Ngoài ra, Trung học Phổ thông Trần Phú còn là trường cấp 3 của lớp nên lớp có nhiều cảm xúc và cảm hứng để quay ở đây. Đây cũng là nơi lớp thực hiện phim ngắn đầu tay của mình, nên với phim điện ảnh đầu tay, lớp cũng muốn Trần Phú là nơi bắt đầu. 4 năm hai chàng một tình yêu kể về bộ ba Quỳnh, Tuấn và Thành. Cả ba đã có một tình yêu thật đẹp, trong sáng và giản dị từ những ngày còn học chung trường. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy ra, ngày Quỳnh nhận ra tình cảm mà mình dành cho Tuấn cũng là ngày Tuấn mất. 4 năm sau, Thành đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, Quỳnh là quản lý của anh. Và khi họ đang chuẩn bị quen nhau thì Tuấn đột nhiên xuất hiện. Câu chuyện cũ bất ngờ sống lại cùng với những bí mật tưởng chừng như sẽ được giấu kín đến suốt đời. 4 năm hai chàng một tình yêu dự kiến công chiếu trên toàn quốc từ ngày 4 tháng 11 năm 2016. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.